hơn 10 năm trước, xã Hồng Vân đã định hướng chuyển sang phát triển du lịch. Tới nay, xã Hồng Vân được biết đến là một trong những xã đi đầu và gặt hái được thành công trong phát triển du lịch nông thôn của thành phố Hà Nội. Thứ sáu là họp, sau đó là thứ bảy là sẽ giao cho các ban ngành đoàn thể là cứ sáng thứ bảy là tập trung đi vệ sinh đường làng ngõ xóm từ trong gia đình nhà mình và đến tuyên truyền vận động cho các hội viên để làm sao cho nó sạch đường làng ngõ xóm để đảm bảo cho cái việc du lịch sinh thái của xã từ năm 2022 đến nay được nhà nước và được thành phố và các cấp đã công nhận. Phụ nữ thì đoạn đường hoa giấy, thế còn phối hợp thì dọn tất cả các đoạn đường. Còn ở trong thôn thì dọn nhà văn hóa và các đoạn đường tự quản rồi chăm sóc hoa để phục vụ cho việc nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Mới đây, Hồng Vân tiếp tục là xã đầu tiên của huyện Thường Tín về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Và để đạt được những thành tích đáng tự hào ấy, xã Hồng Vân cũng đã phải khởi đầu với không ít gian nan. Trước đây mà chưa có công tác đấy thì tất cả khu vực ấy đều là nước hết. Cái tầm mùa này là nước hết. Cánh đồng ruộng vẫn còn manh mún, đường ngõ thì không đi được. Thế chỉ đi bộ, đi dắt xe đạp thôi. Để giải quyết những khó khăn, Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân đã triển khai sớm chương trình dồn điền đổi thừa. Sau khi hoàn thành, xác định môi trường và cảnh quan thiên nhiên là giá trị cốt lõi, xã Hồng Vân đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời định hướng để các hộ sản xuất chuyên canh hoa, cây cảnh, tạo vùng sinh thái. Năm 2017, xã Hồng Vân thành lập Ban Quản lý Điều hành Du lịch, phân công các tiểu ban để tổ chức các hoạt động du lịch đi vào nền nếp. Quả ngọt đã đến ngay trong năm 2018, xã Hồng Vân được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề của thành phố. Khi tiến hành làm thì đầu đó xã đã tiến hành trồng, rồi tiến hành vận động nhân dân, rồi trồng các tuyến đường hoa, các cây hoa. Chính vì việc mà xây dựng các tuyến đường hoa này, các trồng các cây hoa, cây xanh này, thứ nhất là nó đảm bảo cảnh quan môi trường, thứ hai là nó tạo được cái không khí xanh và môi trường trong sạch, trong lành để cho du khách khi mà về Hồng Vân trải nghiệm thì sẽ không còn cái phải gặp cái cảnh công nghiệp ồn ào, khói bụi ô nhiễm hay là những dòng kênh đen kịt. Và Hồng Vân thì đang muốn xây dựng trở thành một miền quê đang sống. Đau đáu nỗi niềm đổi mới và làm giàu trên mảnh đất quê hương, đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã đã cùng anh em, bạn bè thành lập Hợp tác xã Hoa, Cây cảnh và Dịch vụ Hồng Vân do ông làm giám đốc. Đây trở thành đơn vị tiêu biểu khi phát huy tiềm năng nông nghiệp của địa phương đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch. Đầu năm thì nó có hoa ban, và hoa ban của Hồng Vân thì cực kỳ rực rỡ và được tuyến đường nó có 512m và có hơn 200 cây hoa ban cùng đua nở một lúc. Đặc biệt là được những người du khách đến đây thì chọn tuyến đường này là một trong những cái tuyến đường mà đẹp nhất miền Bắc, vì nó cung đường hoa ban đẹp nhất miền Bắc. Chính vì vậy mà nó đã kéo theo được rất là nhiều du khách. Cái việc này bà con nhân dân rất là ủng hộ mà rất là phấn khởi, khi đã quần nào lượt đứng ra bán hoa, bán các cái cây xanh này nó rất là nhẹ nhàng mà lại kiếm được cái đồng tiền nó rất là đơn giản, nó không như cấy lúa và chân nấm tay bùn rồi là ngập rồi thuốc sâu thuốc bọ. Sự đổi thay về điều kiện kinh tế và đặc biệt là đời sống tinh thần của nhân dân Hồng Vân hôm nay chính là động lực để chính quyền xã tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào phát triển du lịch tại địa phương. Sống được trong cái cảnh quan môi trường mà được sự quan tâm của các cán bộ từng lớp đâm để cho bản thân cô rồi các thôn quê mọi người, chúng các cô đều rất là sống trong cái cảnh này, chúng cô rất là thấy đầm ấm và thấy tự tin lắm. Hồng Vân, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cả cái thế hệ này với cái sự đồng lòng chung tay đoàn kết để sẵn sàng là gì ạ, để tạo cái điểm về cho mảnh đất Hồng Vân biến được thành mảnh đất du lịch trên toàn thành phố và sẽ phát triển tương lai hơn nữa là gì ạ, thu hút cả khách quốc tế. Và với cái mục tiêu này thì anh em chúng tôi luôn đặt cái mục tiêu gọi dài hạn là gì, để cho thế hệ con cháu đời sau mình nó được hưởng lợi. Xen lẫn sự nhộn nhịp sôi động hiện đại, Hồng Vân đang trong giai đoạn bứt phá vươn lên trở thành điểm đến du lịch sinh thái làng nghề hấp dẫn của thủ đô và khu vực.